Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chào quý vị. Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Tâm Linh Học đã được tổ chức tại James Lee Community Center, thành phố Annandale, Virginia vào buổi chiều thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019. Thay mặt toàn thể anh chị em hội viên Hội Tâm Linh Học Virginia, xin hân hoan chào mừng sự hiện diện của quý vị đã không ngại đường xa xa xôi để tự về đây cùng tham dự ngày lễ trọng đại thường niên, lễ truyền thống kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Tâm Linh Học Virginia. Hội Tâm Linh Học tại tiểu bang Virginia, người ngoại quốc còn được biết qua với tên Association for Research in Metaphysics, đã được thành lập 15 năm qua với bao thử thách khó khăn từ cơ sở, vật chất, tài chánh và nhân sự. Nhưng với tài hướng dẫn tâm linh của cô Hồng Nga từ California và nhiều nỗ lực của rất nhiều anh chị em, hội viên Hội Tâm Linh Học Virginia đã chính thức lớn mạnh với gần 60 hội viên, nơi sinh hoạt tại 10530 Warwick Avenue, thành phố Fairfax, Virginia 22030, là một tổ chức bất vụ lợi, không phân biệt tôn giáo, do cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn và gia đình sáng lập năm 1983, với danh xưng là Hội Nghiên cứu Huyền bí, nhằm học hỏi và thực hành bộ môn siêu hình. Hoạt động của hội nhằm nghiên cứu và thấu hiểu những hiện tượng huyền bí mơ hồ trong dân gian, mang kinh nghiệm cùng kiến thức chia sẻ với mọi người, làm sáng tỏ những thành kiến sai lệch về cõi vô hình, vốn là nguồn gốc của mê tín dị đoan. Chiều thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019, vào lúc 5 giờ chiều tại James Lee Community Center, thành phố Annandale, Virginia, một buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Tâm Linh Học Trung tâm Virginia đã được tổ chức với sự hiện diện hơn 130 anh chị em của hội viên. Có rất nhiều anh chị em đến từ các tiểu bang xa. Và niềm vui của Hội Tâm Linh Học đánh dấu 15 năm thành lập đã có dạ tiệc mừng lễ tại nhà hàng Present vào lúc 8 giờ tối với những chương trình văn nghệ thật vui nhộn, những phần xổ số đã giữ chân mọi người sau 11 giờ đêm. Nói đúng ra cũng một cơ duyên mà gia đình em đã đến với hội hơn 10 năm. Thì mình đến với hội thì mình rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên là những cái điều mà ngày xưa mình ở ngoài mình không biết đó, mình thấy nó hơi kỳ hoặc đi. Nhưng mà khi mình đến mình thấy những cái hiện tượng nó rất là rõ ràng, và xung quanh chúng ta lúc nào cũng có những chư vị thần linh mà những các đấng chúng ta thờ phượng sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ con người. Thì chúng em đã trong những lúc khó khăn mười mấy năm về trước cũng đã tìm đến hội và cũng đã được giúp đỡ và thấy những cái điều rất là hay, và vì thế cho nên gia đình của chúng em đã sinh hoạt trong hội này 10 năm nay. Trong cuộc sống của chúng ta thì không một lúc nào mà chúng ta không phải là không gặp khó khăn, và chính vì những khó khăn đó mà loài người nói chung và cá nhân tôi nói riêng, mình tìm tới một cái nơi bình an, và cái nơi bình an nó không gì tốt hơn là một cái chỗ dựa về đời sống tâm linh. Và đó là lý do tại sao tôi đến với hội. Hội là đa tôn giáo, ở đây không có nhằm mục đích thay đổi bất cứ một tôn giáo của ai tới đây, mà để làm sao để có thể củng cố cái đức tin cho những ba tánh khi đến đây. Và cộng thêm nữa đó là hội về nghiên cứu về huyền bí, nên những cái bộ môn về siêu hình thì hội đã từng làm và đã giúp rất là nhiều những cho ba tánh, và qua cái bộ môn đó để làm sao là để cho ba tánh biết được là có một cái đấng mà mình thờ phượng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Tâm Linh Học tại thành phố Annandale, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.